Video này mình sẽ review cái vỏ loa kéo. Vỏ loa này là vỏ loa 4 thắt đôi, là 2 bát 2 chip, sử dụng bo mạch 19 sạc 38. Đó là kích thước 19 nhân với 38 cm á. Thì trong các video trước thì mình đã chia sẻ cái review cái vỏ loa kéo 4 thắt đôi là dạng loa nằm. Thì hôm nay mình chia sẻ cái vỏ loa đứng cho các bạn xem nha, tham khảo. Và các bạn muốn mua về ráp thì các bạn liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Đó, thì ở đây mình chia sẻ cho các bạn cái vỏ loa này luôn. Đó, thì hai con ốc này là hai con ốc bắt kẹp bình. Và cái lỗ lớn này là cái để gắn bo mạch 19 nhân với 38. Đây. Đó, cái lỗ này, còn hai cái lỗ ở trên cùng á, là để gắn micro không dây. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái lưới ra đằng trước ra cho các bạn xem luôn. Đó thì ở đây mình gắn được hai cái bát 40. Thì các bạn sử dụng bo mạch thì các bạn mua bát 40 côn khoảng 65, 50 đến 65 là được, 51, 65 từ các bạn mua từ là 170 là được. Bên trong là cái để mình gắn cái bình ắc quy. Đó. Ở đây mình gắn trước đi, mình quay cho các bạn xem luôn. Đây, thì hai cái lỗ đó thì các bạn bắt loa 4 thắt vô. Còn cái quy trình ráp thì mình chia sẻ cho các bạn ở trong video sau nha. Còn video này mình chỉ review cái vỏ loa thôi. Và các bạn nào mà muốn yêu cầu mua về ráp thì liên hệ với mình nha. Đây thì cái phiểu loa này mình gắn chip 350 đó, mình quay cho các bạn xem luôn. Còn kích thước thì cái chiều ngang là 48 cm. Còn cái chiều cao thì 148 cm. Rồi, còn cái chiều rộng của cái thùng này là 58 cm. Đó thì kích thước này thì các bạn sử dụng cái loa 4 tắc này là ok, 4 tắc đôi này là ok. Mình quá thương nhau duyên không tròn.